mến chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo ở trong buổi sáng ngày hôm nay trên kênh YouTube Dòng đời TV hôm nay là ngày thứ sáu ngày 30 tháng 8 cũng sắp đến kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 rồi cũng xin kính chúc đại gia đình của mình có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha trong cái bản tin ngày hôm nay liên tục cập nhật các thông tin nóng về các câu chuyện của ở bên phía Hồng Loan và phiên tòa sắp tới diễn ra trong tháng 9 và phần sau của video clip này thì đó là cái những cái tin tức cập nhật từ chị Ni tại Malaysia quý vị có thể nói là cái câu chuyện của chị Hồng Loan phiên tòa sắp tới thì cũng đang khiến cho bên phía team của Hồng Loan đang cảm thấy lo lắng quý vị mọi người lo lắng là biết điều gì hay không đó là thực sự hiện tại người gọi như là phát ngôn bên phía của Hồng Loan đó là chị Nay hiện tại cũng đang thực sự là đang có có sự cố tại Malaysia cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa về Việt Nam đó mọi người mình xin khẳng định thông tin khẳng định thông tin một là chị Nay vẫn chưa về Việt Nam nha khi nào mà cái thông tin mà trên trang cá nhân của chị Nay hay là một cái phiên livestream trực tiếp của chị Nay thì mới xác nhận được cái cái thông tin nó hoàn toàn chính xác quý vị còn tất cả những cái đồn đoán của cái tụi Lũ kênh kênh Thám Tử Lùng và Bù Ba Tam Sơn là những cái thông tin dẫn dắt dư luận, những cái thông tin đang gây chia rẽ kích động bên phía tim của Hồng Loan. Và nhiều người lo lắng là câu chuyện phiên tòa sắp tới mà không có chị Ni sẽ là một cái bất lợi cho bên phía Hồng Loan. Nhưng mà mọi người yên tâm, vẫn còn đó luật sư Tiết Ngọc, má tư Quốc Thanh cũng như là chị Ba Bình Tinh và Linh Tý Bích Trâm nha. Vẫn còn những anh em vẫn nắm chặt tay nào để bảo vệ Hồng Loan, bảo vệ lẽ phải có một cái bài viết cũng khá đáng chú ý cũng xin ghi, chia, chia sẻ cùng với đại gia đình của mình đó là cái câu chuyện mà nhiều khán giả nói lý do tại sao mà cố nghệ sĩ lại để cho mẹ con của cô cháu gái là vào trong nhà ở thì cái bài viết như thế này quý vị một bước sai lầm của chú năm là cho mẹ con nó vô nhà ở khi nghe con xấu bào nói câu là khi về nhà cậu năm ở là tưởng sẽ được ở luôn vĩnh cửu trời má ơi đúng là bào anh mình cho tới chết luôn định tiếp tục bào con của anh mình nữa hả định mệnh xui khiến và do năm Nam muốn tống cổ mẹ con cô ra khỏi nhà nên mới dẫn Ni tới bên cạnh con gái cả đời chú đã không làm trách nhiệm của người cha cũng như vì mẹ con cô nên mới đưa đường dẫn lối cho Ni một cô gái có tấm lòng cao thượng và một trái tim bao la rộng lớn tinh thần thép vừa có trí thông minh đó là một cái bài viết mà người ta gọi như là cố nghệ sĩ linh thiên ở bên kia thế giới nói chung là cũng xe duyên kết nối để giúp cho chị ni tham gia drama này để giúp hồng loan có thể nói là dành lại những gì thuộc về của ba mình dành lại những gì thuộc về của mình đó có vị đó là một cái chuyện mà rõ ràng thôi ba mất đi thì tất cả những cái tài sản sẽ để lại cho con thừa hưởng còn cái vai vế mà đàn em đàn cháu đó là những cái vai vế ngôi thừa kế thứ ba đó quý vị, đó mọi chuyện chúng ta là nếu dựa theo quy định của pháp luật là nó có nó có một cái bản thừa kế là 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 theo danh sách và thứ tự nha, ngôi thừa kế thứ nhất, ngôi thừa kế thứ hai và vị trí thừa kế thứ ba nha chứ không phải như họ cứ nghĩ là anh năm anh năm của của tôi đó nên tài sản phải là chia đôi những cái chuyện thực sự khá là phi lý. À, cũng có thêm có một cái bài viết uh, cũng uh, đáng chú ý quý vị bài viết nói về câu chuyện mà lúc cuối đời của có nghệ sĩ so sánh với cái lúc mà ông bảy vừa mới nhập viện đó mọi người rõ ràng khi mà uh, chú khi mà chú năm nhập viện thì rõ ràng không có một cái bài đăng nào trên trang cá nhân hay là trên báo đài gì cả đó là những cái thông tin mà người nhà ta biết thôi còn bên phía chú bảy thì vừa vừa nhập viện cái là chụp hình đăng rồi rồi nằm ở trên giường điều trị rồi hình của bà xích tới thăm thăm non rồi dùng những giọt nước mắt nước mắt ngắn giọt nước mắt dài để mà kêu gọi quyên góp một câu chuyện mà thật sự là 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 nó đang làm trò để mà kêu gọi mà từ quân tài trợ đó quý vị. Thì có một cái bài viết như thế này. Anh Vũ Linh mổ đại tràng hai lần, thập tử nhất sinh mà chẳng có ai đăng lên mạng như ông bảy báo. Chỉ lần cuối cùng đến khi mất thì mọi người mới hay tin. Ở Sống thì chỉ biết bám víu thì suốt đời cũng sẽ như vậy. Còn trẻ làm biến không làm mà muốn hưởng thụ, không làm mà đòi có ăn nữa quý vị. Trong khi anh mình một ngày đi thu hình ngoài trời nắng nóng tối thì chạy sau diễn chạy sau kiếm tiền để làm gì để trả nợ cho hai đứa em báo đời người ta nghệ sĩ cùng thời với mình như là anh ngân tuấn hay là những nghệ sĩ khác thì ai cũng có nhà có cửa còn hai chị em chỉ báo anh mình cho đến khi anh qua đời rồi suốt cuộc đời này cũng không có đổi một cái nhà thực sự khi mà đọc lên mình cảm thấy cũng khá là nhục nhã thay cho uh, cô xích với lại ông chú bảy của vậy đó mọi người thấy không cái gì cũng vậy ai mà, mà kiếm tiền cuộc đời này cũng rất là vất vả đó mọi người người ta dùng mồ hôi nước mắt để kiếm tiền chứ đâu có phải là tiền trên trời rơi xuống đâu đó họ cũng là những nghệ sĩ lớn mà sao không được như là nghệ sĩ ngân tuấn rồi nghệ sĩ linh tâm đi người ta cũng có một cái nhà người ta cũng có một cái danh vọng người ta cũng có một cái một cái tài sản riêng của mình đó để khi mà họ cứ cứ đụng chuyện cứ nhập viện cái là cứ kêu quyên góp rồi đóng cảnh này đóng cảnh kia thực sự là kêu gọi cái lòng thương khán giả để rồi những cái lúc khỏe thì lên uh, nhục mạ rồi rồi những dùng những cái lời lẽ rất là là là, là là là, gọi như là thách thức khán giả thực sự đó là một cái chuyện điều mà người ta không thể chấp nhận được quý vị lúc uh, còn sống thì báo năm căn nhà một đường vàng đến khi mất rồi đòi đồng sở hữu với nhà của con gái của anh năm đó là một câu chuyện mà khiến cho nhiều người cảm thấy cũng khá là bức xúc cũng có có thêm một cái bài viết nói về câu chuyện của hồng loan tại sao hồng loan lại có được ngày như hôm nay đó thì cũng có một cái cảnh cũng khá là dễ thương đó là chị loan ừ, tay xấp nách ma có thể là buổi sáng quán bùm bùm khá là đông thì chị cũng qua phụ dọn thêm tô chén rồi dọn dẹp bàn ghế cho sạch sẽ mọi người thì mọi người mới nói là nếu nhìn Hồng Loan mà không giỏi giang thì làm sao mà nuôi một nách năm con người bởi vậy anh anh Linh thương con nên không dậy tính ỷ lại sẵn sàng hỗ trợ con khi cần nhưng vẫn để Hồng Loan tự bươn chải chứ không như ai kia không dự dẫm không mượn danh con gái của ông Hoàng để mà buôn bán nếu thật sự Hồng Loan muốn lợi dụng danh nghĩa của ba thì từ lúc ba còn sống thì Hồng Loan đã bán hàng được rất nhiều khán giả của ba ủng hộ chính xác Chính cái thằng hay bóng đã xúc phạm con bé Nói nó chưa từng nói Hồng Loan là con ruột của bà Vũ Linh Đúng là một thằng tráo trở Lúc có nghệ sĩ mất Thì thằng nào nói sẽ bảo vệ đứa con gái ruột của ba nuôi Giờ về cái tính sân si Nên đổi trắng thành đen Có thể nói là Mình rất là tâm đắc là cái vé là Khi mà ông Hoàng còn sống Thì tại sao Hồng Loan không lợi dụng danh nghĩa là con của của ông Hoàng đi Để bán hàng để làm cái này làm cái kia thì mọi người biết rồi ông hoàng hậu quảng thì có một cái lượng fan rất là hùng hậu đó chỉ cần <laughs> chú năm lên giới thiệu một phát là hồng loan có cái shop mỹ phẩm gì đó thì mọi người thử nghĩ là 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 khán giả thì ủng hộ như thế nào cho đến khi Mọi người đã nhớ nha Cho đến khi mà xảy Sau khi mà cái đám tang của cố nghệ sĩ Xảy ra drama dành nhà Thì mọi người mới biết Hồng Loan là con gái của cố nghệ sĩ Còn trước đó Trong cái lúc mà đám tang Thì cái con <laughs> cô cháu gái Nó ngồi Nó trịnh thường Nó nói chuyện với báo chí Là giới thiệu đây Là đứa con gái nuôi Của cố nghệ sĩ Vũ Linh Và nó khẳng định là là Toàn bộ những cái tài sản này Sẽ thuộc về mẹ con của nó Thực sự mọi người thấy không Chị Hồng Loan cũng là một người Làm đủ nghề mọi người làm đủ nghề để mà nuôi năm đứa con nó thực sự rồi bây giờ khi mà mà ba qua đời là cũng phải bươn chải vừa đi show vừa bán hàng vừa phải lo livestream rồi vừa lo công việc nhà cũng như lo chồng lo con đó mọi người thấy đâu có ý lại đó chú năm là cũng cũng không 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 dạy cho hồng loan cái tính đi lại mà khi nào cần thì sẽ hỗ trợ để cho từ hồng loan uh, bươn chải ra đời nó chứ thực sự không phải phía bên kia bên kia là 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 cầu năm của con con thương cậu con thương nhà của cậu đó thật sự như vậy con thương tài sản của cậu chứ sao chú bảy nằm viện mấy hôm nay cũng thập tử nhất sinh mà tại sao không vào thăm để mà tăng đăng hình đi biển rồi tung tăng này kia rồi viện lý do là, là, là bận sâu này kia đó thật sự quan trọng ở tấm lòng thôi quan trọng là cái tấm lòng của mình là mình có quan tâm người đó hay không chứ còn nếu mà sắp xếp thời gian thì vào chú bảy được nhưng mà ừ, có cuối xích cũng vào chăm rồi đó thực sự đâu có phải chạy đôn chạy đáo có lúc mà ừ, chú năm ừ, đám, lo đám tang ôm đùng thùng phúng điếu rồi lo cái chuyện xây phần mộ này kia đó thực sự thực sự nó nói chú bảy không phải buồn chứ thực sự nếu ở chú bảy mà có qua bên kia thế giới thì thực sự là là không biết có gì để mà con này nó có đứng ra nó thầu lắm ta hay không thật sự như vậy tất cả là vì cái đồng tiền thôi mọi người thật sự là họ là, là là không có thương như những gì mà nó nói đâu bao nhiêu năm nay có nghệ sĩ đã cưu mang họ cho họ cái sự nghiệp cái danh vọng rồi làm biết bao nhiêu năm để mà trả nợ cho những đứa em Tại sao mình không thấy lấy đó là một cái cái, cái thần tượng, một cái mục tiêu mình phấn đấu đi mà tại sao mình cứ đi suốt ngày ăn bám rồi như vậy. Gọi nếu mà dùng cái từ nặng hơn gọi là ký sinh trùng đó, để rồi bây giờ khi chú năm ở bên kia thế giới rồi mà vẫn đòi căn nhà, thật sự một câu chuyện quá phi lý. Và cái bản tin của mình cũng tiếp tục cập nhật những thông tin nóng về câu chuyện chị Ni quý vị Nghe nói là bên phía con tuyền xăm chỗ thì nó nói lúc nào là cũng tỏ ra hung hăng cái Lên tiếng thách thức nhưng mà nó chơi kiểu con, nít Mới mấy ngày nước, mới những ngày trước thì còn tưng tứng hi hí Cùng với cái tụi FC của tụi bò Rồi sau đó thì lên xin tiền để tố người Người ta người thì chưa tố mà giờ lo xóa bài khóc lóc rồi bây giờ trốn luôn đó, thì người ta nói là em tiền nổ đang ở đâu thì cho anh anh thám tử lùng mình theo với đó thực sự là tụi nó bây giờ đang bung bét hết bên kia rồi tất cả những cái hình ảnh âm thanh những cái video clip liên quan đến chuyện này nó xóa hết rồi nhưng mà yên tâm đi bên phía an ninh mạng cũng như là bên luật sư bên công an cũng đã thu thập những cái bằng chứng rồi mọi người chờ tin vui thì nay về đi nay về nước nếu mà sắp xếp xong công việc thì chị cũng sẽ về Việt Nam sớm để mà giữ phiên tòa cũng như là đoàn tụ với bên phía Úc Móng Hồng Loan. Đó những cái thông tin rất là vui luôn quý vị, chúng ta cùng chờ những cái thông tin nha. Còn những cái câu chuyện mà tôi nói lên nó dẫn dắt nó nói là nay không về thì Việt Nam thì cái phiên tòa tháng 9 này tụi nó sẽ có cớ để mà lật kèo, lật kèo để đòi đồng sở hữu căn nhà số 5. Nghe nói là bây giờ là không đồng sở hữu nữa, một là sẽ chia ra À, một là bên phía hồng loan sẽ thắng hai là bên kia họ sẽ thắng thôi chứ bây giờ không có chuyện đồng sở hữu nữa quý vị nhưng mà theo à, chia sẻ của à, rất nhiều những à, luật sư những người trong cuộc chia sẻ là khả năng chiến thắng của chị hồng loan là 99% nha có nhiều người là lấy cả cái danh dự lấy cái thẻ ngành của mình lại lấy ra để mà khẳng định cái điều này đó là một cái thông tin cực kỳ vui gửi đến quý vị trong cái bản tin ngày hôm nay có những cái tin tức gì mới liên quan đến chị ni và hồng loan thì dòng đời tv sẽ cập nhật các video ngay lập tức Bản tin của mình đến đây sẽ được tạm dừng nha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị yêu thương cho dòng đời TV một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo.